Riêng của mình trong trận đấu này với cái bàn thắng đầu tiên, anh nghĩ sao cái màn về việc mà mình đã được chọn đá chính trong trận đấu này? Thật ra cảm xúc của em thì được chọn đá chính ngay từ đầu cho đội tuyển, thì riêng một cầu thủ thì em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì hạnh diện được thi đấu từ đầu cho đội tuyển. Nếu mà cái điều tiếc nuối nhất của tài đối với trận này thì em tiếc nuối điều gì và thay đổi điều gì? Thật ra tiếc nuối nhất thì toàn đội đã cố gắng rồi, nhưng mà cái kết quả không mong muốn, nhưng mà cái điều em thấy khó khăn dành cho đội nhất là tiếc nuối nhất là cái kiểu sử dụng va như cái cách trọng tài như thế này thì em thấy thật sự là dành cho Việt Nam rất là khó khăn. Thật ra thì về cái đánh giá thì em nghĩ bản thân em thì không có thể nào đánh giá về trọng tài được, nhưng mà cái cảm xúc của cầu thủ đá trên sân và xảy ra những cái tình huống như vậy thì nó gây một phần ức chế dành cho cầu thủ. Thì em nghĩ là đó là điều khá tiếc nuối cho đội tuyển Việt Nam trong những trận vừa qua.